Hello mọi người, mình là Mita đây. Lần này thì đáng lẽ mình cũng không định quay vlog đâu, và chiếc video này cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, không có một dự định gì cả. Nhưng mà mình mong là mọi người vẫn thích chiếc video vô tri này của mình. Sắp tới thì mình có một kỳ thi giữa kỳ, và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên mình trải nghiệm một kỳ thi ở Hàn Quốc. Một năm thì bọn mình sẽ có 4 kỳ học, là 4 kỳ xuân, hạ, thu, đông. Mỗi kỳ như thế thì sẽ có 3 tháng, và bọn mình lúc này cũng đã học được 1 tháng rưỡi rồi. Thế nên là trường sẽ tổ chức thi giữa kỳ để kiểm tra năng lực học tập của từng người. Kết quả bài kiểm tra thi giữa kỳ thì sẽ được cộng cùng với cuối kỳ, sau đó thì chia ra để phân loại xem bạn có được lên lớp tiếp hay không. Hình như là như vậy, mình cũng không nhớ rõ lắm. Và sau mỗi kỳ thi bọn mình sẽ được nói chuyện một một cùng với cô giáo để nói về kế hoạch ôn tập, xem bọn mình đang yếu phần nào để sửa nó, cũng như là kế hoạch thi topic và tư vấn chuyên ngành cho từng bạn. Các cô cũng sẽ hỏi han về tình hình cuộc sống của bọn mình, có khó khăn gì không hay là cần cô giúp đỡ gì nữa. Hello mọi người, lúc nãy mình định học ở trên phòng luôn, nhưng mà kiểu cứ mỗi lần mà học ở trên phòng ấy, mình bị không tập trung được, với cả là mình khó vào kiểu như nào ấy, nên là mình đã quyết định xuống phòng sinh hoạt chung để làm bài tập. May là hôm nay phòng sinh hoạt chung không có ai cả, còn mọi khi ở đây thì mọi người rất là đông luôn, nên là mình cũng hơi ngại xuống ấy. Lúc nãy đi về mình đã mua sữa sô-cô-la, là dạo này mình uống cái này nhiều cực kỳ luôn, ngon. Bình thường ở trên lớp thì mình hay ghi ngữ pháp vào trong sách luôn ấy, hoặc là nốt ở trong vở. Sau đấy về nhà mình sẽ ghi lại thêm một lần nữa ở trên iPad mọi người ạ. Kiểu nói chung là mình sẽ ghi hai lần, mình phải xé thế này. Chết rồi, lúc nãy quên mình không lấy cái cửa hàng tiện lợi, lấy cái ống hút. Tách ra. Ngon. Tự dưng đang học xong mới thèm kem dã man mọi người ạ. Mọi người xem đây, đây là chiếc tẩy mình dùng lâu nhất từ trước đến giờ. Bình thường mình mà dùng tẩy á, thì chỉ được mấy ngày là nó sẽ biến mất một cách kiểu mình không biết là nó mất lúc nào luôn ấy. Ở trong lớp hay cho mượn xong rồi cũng quên luôn. Nói chung là mình dùng tẩy không bao giờ dùng được lâu, nhưng mà đến cái em này thì dùng lâu dã man. Mình không biết nói mình nói cái này nếu mà nó có mất luôn không. Mọi người ơi, mình vừa unbox áo đồng phục xong mà mình quên mất không quay mọi người. Từ từ để mình lấy mọi người xem nhé. Đây là áo đồng phục của mình này mọi người. Kiểu áo ở bên này, áo đồng phục thường sẽ là mấy cái áo bóng chảy kiểu như này ấy. Thì đằng sau thì có một cái chữ Trung An thế này. Áo này nó dày dã man luôn mọi người ạ. Kiểu đây này, mình nghĩ là áo này con trai thì mặc nó sẽ ok hơn ấy. Nó sẽ như này và có cả túi nữa. Mình sẽ mặc thử mọi người xem. Nó rất là to luôn. Đáng lẽ là mình nên đặt size bé hơn ấy. Nó sẽ như thế này.
Ở đây có một chiếc logo áo. Đây, áo của mình sẽ chỉ như thế này thôi. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ thi đọc, viết với cả nghe. Nhưng mà tí nữa thì vào phòng thi mình sẽ không được cầm điện thoại vào ấy, nên là chắc là mình sẽ chẳng quay được gì đâu. Mãi mình đi sớm 30 phút à? 9:30 mới thi nhưng mà bây giờ bọn mình đã đi sớm 30 phút. Không ai biết thế nào. Làm gì? Dọn súp đi. Hôm qua tao hỏi bồ tao rồi, bồ tao có tiếng Trung nè. Hello mọi người, bây giờ bọn mình sẽ đi ăn Haidi Lao. Kỳ thi đã kết thúc rồi. Không còn kỳ thi nào đây hết. Chúng tôi không thích thi cử. Đúng vậy. Tảo lâu rồi. Tại vì nó vừa mới đi ấy. Xin chào, tôi là Tân. Xin chào, tôi là Kim Minh Hoàng. Tôi là Kim Minh Hoàng. Xin chào, tôi là Hoàng Khờ Thịnh. Nóng như cái mùi que cay luôn ấy. Cậu ăn phát là biết Trung Quốc luôn. Sau khi mà thi xong thì bọn mình có rủ nhau đi ăn Haidi Lao. Và kể từ ngày sang Hàn đến giờ thì đây là hôm đầu tiên mà mình ăn lẩu đó mọi người. Bọn mình đi thì có 4 người. Một bạn người Việt tên là Ngoan, với cả hai chị người Trung cùng lớp tên là Hoa Hoa Trong và một chị là Miki. Tiện hôm nay đi ăn Haidi Lao đây là mình cũng muốn thử ăn theo cách gọi đồ của người Trung xem như thế nào, nên là mình cũng toàn để cho mọi người gọi thôi. Và menu cũng được chuyển sang tiếng Trung luôn đó mọi người. Mình nhìn mình cũng không biết là mọi người đang gọi nước lẩu gì. À, mình chỉ biết là có một ngăn là nước lẩu cà chua thôi, tại vì mình thấy có một quả cà chua ở trong đấy. Trộm vía là ở lớp bọn mình cũng khá là thân và nói chuyện cũng nhiều, dù đang còn hơi rào cản ngôn ngữ một chút, nhưng mà bọn mình cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều về văn hóa của hai nước. Nhờ đó mình cũng biết được nhiều hơn về văn hóa ở Trung Quốc, và các bạn của mình cũng biết nhiều hơn về văn hóa ở Việt Nam. Nếu có cơ hội thì mình cũng rất muốn rủ mọi người đi ăn một bữa đồ ăn Việt Nam nữa. Chúng tôi ăn xong. Bao nhiêu đấy? 100.000. 100.000. Nhưng mà ở nhà ta ăn đã 60. Mọi người ơi, bọn mình chỉ định mua sữa rửa mặt thôi đấy. Là
là sợ giữa mặt giữa chưa. Ăn không? Có được ăn đâu, chỉ được nhìn thôi. Đúng rồi. Trường nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.